Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cả bốn người chơi ngày hôm nay các bạn nhé. Đầu tiên xin mời ca sĩ TT. Và người chơi thứ hai của chúng ta sẽ là một cô giáo tương lai rất dễ thương. Xin mời bạn A Sởn, là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Và người chơi thứ ba đó chính là bạn Hồ Thanh Phong, vận động viên Taekwondo quốc tế. Wow, trời ơi, mới vừa ra là thấy một trời võ rồi đó. Và người chơi cuối cùng đó là một cô ca sĩ rất xinh đẹp, Tia. Ngay bây giờ ở trên sân khấu của chúng ta là đang là đội hình rất là đồng đều rồi đúng không? Bình thường á, lúc mà nhắn tin á, Titi nhắn có dấu hay không có dấu? À, có dấu. Có bao giờ bị sai chính tả không? Cũng có nhiều lắm. Nhiều lắm luôn á hả? Tại vì Ti hay nhắn nhanh lắm. Cái chữ đó mình nói một đường á thì người ta hiểu ăn nẻo. Mình đang nói chuyện cái người ta hỏi: ủa, anh đang nói về công việc hay là nói về tình cảm vậy? Sao nói cái này sao nó qua cái kia vậy? Cái mình coi lại thì mình thấy mình nhắn bị sai chính tả. À, nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta là không được sai chính tả nha. Vậy là TT sẽ được quay trở về với tuổi thơ của mình. Nãy vừa ra là kiểu võ thuật dữ dội lắm. Hey. Ta hay nói là văn thông võ luyện đó. Bây giờ võ thì mình luyện rồi, văn mình có thông không? Văn học hay là em không giỏi về mỹ từ, nhưng mà em giỏi cái mà bắt bẻ lỗi chính tả người khác. Dạ. Đây là một cô giáo chuẩn bị tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm. Bây giờ để cho bạn ấy giới thiệu về mình đi nào. Em hiện tại là sinh viên của chuyên ngành văn học. Sở thích của em bình thường là viết lách một cái gì đó. À, nhưng mà trong công việc ngày thường thì em rất là hay sai chính tả, sai rất là nhiều. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao lại sai chính tả nhiều? Thông thường trong lúc mà viết tin ấy thì nhắn tin thì em thường hay nhắn rất là nhanh. Thế là mọi người đều không hiểu em đang nhắn cái gì. Nhưng mà thí dụ mà bây giờ mình không nhắn tin mà mình viết thì sao? Viết có bao giờ bị sai chính tả không? Chưa bao giờ. Còn Tia? Dạ. Cô gái gọi là xanh đọt chuối ngày hôm nay. Dạ. Em là Tia, em là ca sĩ và em cũng có viết nhạc một chút. Đó, giống như hồi nãy giờ mọi người ở bên đây thì nói là không có rành về mỹ từ cho lắm. Thì bình thường Tia thì sao? Em cũng khá là tự tin. Nhưng mà em không có dám kiêu ngạo tại vì hay bị nghiệp quật lắm. Nhưng mà không sao, những phần thi của chúng ta ngày hôm nay vô cùng đơn giản. Và bây giờ mọi người hãy cùng nhau sẵn sàng để đến với vòng thi đầu tiên của chương trình Thử thách bất ngờ.